Rồi ok, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Garrick Game Ngoài của mình, và chúng ta sẽ tiếp tục đến con game của báo truyền thuyết nhé. Ngày hôm nay thì anh em sẽ cùng với mình, chúng ta sẽ cùng đến bên server nước ngoài, cụ thể là bên server châu Âu, để anh em sẽ cùng review và test về một em tướng mới. Em tướng này thì đã gọi là dậm dịch, mình đã thông báo với anh em là tới, dự kiến trong thời gian tới là sẽ có thông tin là ra em này rồi. Và đây sẽ là một phiên bản tứ hoàng mới của chúng ta, và phiên bản này thì đó chính là cánh tay phải của tứ hoàng săn tóc đỏ anh em ạ. Ở đây chúng ta thấy có phiên bản của Beckman, và anh em thấy là về cái tạo hình Beckman như thế này thì hình như là tạo hình này là lúc trẻ, giai đoạn trẻ, chứ không phải là giai đoạn khi mà Beckman già xuất hiện ở trong cái trận chiến thượng đỉnh Marineford anh em ạ. Đây là trong cái trạng thái là thời trẻ cơ. Và trong cái mạch truyện One Piece thì kể cả trong cái phim hoạt hình nữa, thì hiện nay đối với phiên bản Beckman này, Ben Beckman này của chúng ta thì thể hiện là các cái đòn đánh khá là ít luôn. Nhưng tuy nhiên là hiện nay về ý tưởng của các cái nhân vật, các cái nhân vật xuất hiện trong con game kho báu truyền thuyết thì đang cạn dần rồi, nên là do vậy là nhà phát hành đang gọi là đưa những em tướng đấy, đang đưa những em tướng hot vào. Và đây chúng ta có sự xuất hiện của phiên bản Beckman, phiên bản cánh tay phải của tứ hoàng săn tóc đỏ. Và anh em có thể thấy là hiện nay với tạo hình như thế này thì đang có kiểu haki này, anh em thấy kiểu kiểu như haki bá vương đang xoáy ở trên vị trí cái súng, hoặc là búp sức mạnh haki vào trong cái súng của Beckman. Và mình thì mình đã từng dự đoán là với Beckman thì đáng lẽ là có thể là sẽ có các cái đòn đánh, ví dụ sử dụng báng súng để đập khi mà xuất hiện cơ. Nhưng mà khi mà xem các cái video gameplay của em tướng Beckman này thì không có anh em ạ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các chỉ số và kỹ năng của em tướng Beckman này nhé. Đầu tiên về sức tấn công, anh em có thể thấy là tấn công 23.780. Với sức tấn công như này thì chỉ nằm trong top 2 thôi, bởi vì hiện nay nếu không nhầm thì sức tấn công cao nhất đang là em tướng Hỏa Ngục Luffy 24.275, và 23.280 thì nó đang cùng với em tướng cặp đôi Zoro Sanji anh em ạ, 23.780 nha anh em nhé. Mình sẽ xem thử xem Mihawk cho nào. Mihawk cũng là 23.780. Ok, tiếp theo về tốc độ là 1.689. Như vậy là tốc độ cao nhất trong con game hiện nay đang là 1.701 thì 1.691 thì con này đang là top 3 các em tướng có tốc độ cao trong game. Về máu là 218.976 và thủ là 1.791. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với sơ qua cái bộ kỹ năng nhé. Đầu tiên là kỹ năng đầu tiên, kỹ năng 1 của em tướng Ben Beckman này, thì anh em có thể nhìn thấy tạo hình ở đây là sử dụng súng để bắn rồi, chứ không phải sử dụng báng súng để đập. Nó sẽ tấn công đơn một mục tiêu nhé, và sẽ hồi là 25% lượng máu tối đa, lượng máu tối đa nha anh em ạ. Tiếp theo là tỷ cái sát thương của Beckman này nó sẽ được tăng bởi 25% tỷ lệ bạo kích anh em ạ. Như này thì mình đang thắc mắc là không biết nó sẽ tăng hai bằng 25% của cái tỷ lệ bạo kích hiện có của Beckman, hay là tăng thêm 25%. Ví dụ như tỷ lệ bạo kích của Beckman là 100% chẳng hạn, thì nó sẽ tăng thêm 25%, thì cái lượng sát thương này nó sẽ được tăng thêm 25%. Nhưng ví dụ là cái tỷ lệ bạo kích của Beckman là chỉ có 80 chẳng hạn, thì cái này có thể là nó sẽ tăng cái lượng sát thương lên 20%. Đấy, sẽ có hai chiều hướng như vậy. Mình thiên về cái tỷ lệ bạo kích bởi 25% tỷ lệ bạo kích hiện có của Ben Beckman khi mà sử dụng đòn đánh này. Tiếp theo là nó sẽ gây thêm một cái lượng sát thương nữa bằng tổng 20% lượng máu tối đa của tướng mục tiêu tới những tướng địch mà đang có dấu ấn là lock on, đang bị khóa anh em ạ. Tuy nhiên là không vượt quá 500% sức tấn công của Beckman, như vậy là cũng đã quá là cao rồi. Tức là ngoài mục tiêu chính thì nó sẽ gây thêm là 20%, một lượng sát thương bằng 20% lượng máu tối đa của tướng đối phương tới các tướng địch mà đang mang cái hiệu ứng knock on. Như vậy là không chỉ tấn công đơn mà nó sẽ còn phụ thuộc vào cái ấn knock on trên người của đối thủ, các đối thủ khác nữa. Nhận một khiên bằng 25% lượng máu tối đa, như vậy là sau khi tấn công xong thì sẽ có nhận khiên nhé, bằng 25% lượng máu tối đa, và cái khiên này thì có thể cộng dồn và kéo dài đến cuối trận. Như vậy là không chỉ không giới hạn thời gian, không giới hạn số lượt, mà ví dụ lần trong turn 1 nó sẽ có 25%, và sang turn 3 nếu nó không nhận sát thương mà vẫn còn 25%, nó sử dụng kỹ năng, nó tiếp tục cộng thêm một cái khiên 25% nữa, thì như vậy là em tướng này nó sẽ tăng cái độ trâu của nó lên nhé. Tiếp theo nữa lại gây thêm một lượng sát thương bằng 100% sát thương gây thêm một lượng bằng 100% sát thương tới các mục tiêu bị trúng đòn. Như vậy là ngoài 289% này sát thương cho mục tiêu chính này, 20% dựa trên lượng máu tối đa cho các địch thủ có dấu ấn knock on này, thì nó sẽ gây thêm một lượng sát thương nữa bằng 100% nhé.
Ok, đấy là kỹ năng đầu tiên của em tướng Big Man. So sánh như thế này thì chúng ta có thể thấy là khi ở level 3 với level 4 thì các hiệu ứng là đều có anh em nhé, các hiệu ứng đều có và nó chỉ khác nhau về tỷ lệ phần trăm thôi. Tiếp theo nữa là nếu so sánh level 2 với level 3 thì anh em có thể thấy là nó sẽ không có cái hiệu ứng là gây thêm cái lượng sát thương 80% sát thương. Như vậy hướng bui em tướng này thì nếu phải bui thì con này cũng không nhất thiết là phải bui là mắc kỹ năng một đầu tiên, mà có thể chỉ cần lên đến level 3 thôi là đã ok rồi. Đấy, ok, chúng ta sẽ cùng đến với kỹ năng thứ hai. Với kỹ năng thứ hai của Eggman, nó sẽ tăng là 45% tấn công này, 25% máu, 25% tỷ lệ bạo kích, 30% kháng sát thương bạo này. Khi vào đầu trận, bắt đầu trận đấu này, sẽ giảm 15% sức tấn công của tất cả tướng đối phương, kéo dài đến cuối trận. Cái này nó sẽ không thể bị xóa bỏ nhé anh em nhé. Và không cộng dồn với các cái hiệu ứng giảm sát thương khác, giảm sức tấn công khác. Như vậy là sẽ mặc định là tất cả các con tướng trong team đối thủ sẽ phải giảm 15% sức tấn công. Tiếp theo nữa này, giảm cái tỷ lệ miễn giảm sát thương của tất cả tướng đối thủ là 10%. Nhưng mà cái này thì chỉ kéo dài 2 lượt thôi, chứ không như cái giảm sức tấn công. Vào đầu trận, mình xin lỗi anh em, vào đầu mỗi lượt sẽ gắn dấu ấn lock on tới một địch bất kỳ. Ưu tiên là địch là tướng sát thương. Như vậy là nó sẽ ưu tiên gắn cái dấu ấn lock on này, cái đánh dấu vị trí cho tướng sát thương của đối phương. Và cái này nó sẽ liên quan đến cái kỹ năng 1, đúng không anh em? Khi mà nó tấn công, nó sẽ gây ra lượng sát thương bằng 25%, 20% lượng máu tối đa của tướng mục tiêu chính đến các mục tiêu có dấu knock on. Cái này mình thấy rất là hay, rất là ok luôn nha anh em nhé. Tiếp theo nữa này, gây thêm một lượng sát thương kỹ năng là bằng 30% tới các tướng địch mang hiệu ứng knock on. Như vậy là anh em thấy là nó sẽ kèm thêm rất là nhiều hiệu ứng khi level 4. Và so sánh với level 3 ở đây, so với level 3 và level 4 thì chúng ta đang thấy là thiếu mất một cái là gây thêm 30% sát thương kỹ năng nữa tới các mục tiêu địch đấy mang dấu ấn knock on. Như vậy đấy, nếu ưu tiên thì cái kỹ năng thứ hai này chúng ta sẽ phải ưu tiên là bùi level 4 nha anh em nhá. Ok rồi, chúng ta sẽ cùng đến với kỹ năng ulti. Với kỹ năng ulti Wailing Shot anh em ạ, gây 320% sát thương tới các tướng địch ở vị trí hàng trước, tức là trước mặt của Big Ben, tức là nó sẽ tấn công theo hàng dọc ở vị trí phía trước mặt nhé. Tiếp theo, bỏ qua 50% giảm sát thương, tăng 30% sức tấn công và cái gì đây, 25 áp suất là 25% lượng máu tối đa của đối thủ này, cái gì đây, kiểu như đánh cắp hay sao ấy, ý cái này mình hình như là nó sẽ hồi hoặc là đánh cắp rồi. Ok, tiếp theo nhé anh em nhé, nó sẽ xóa dấu ấn Drain trên người bản thân của Big Ben và dấu ấn Death Boost trên tức là cái dấu ấn tăng thủ anh em ạ. Dấu ấn Death Boost trên người của các mục tiêu mà mang dấu ấn knock on nhé. 60% cơ hội sẽ gắn dấu ấn là Intimidation tới các tướng địch mà đang có dấu ấn knock on. Với cái dấu ấn này thì cái kháng bạo nó sẽ giảm 60%. Như vậy là các em tướng tanh có tỷ lệ kháng bạo cao thì khi mà gặp em tướng Big Man này, nó sẽ bị giảm, sẽ có khả năng bị giảm là 60% tỷ lệ kháng bạo kích, kháng sát thương, kháng bạo kích nha anh em nhé. Tiếp theo này, các tướng mục tiêu mà đã có cái dấu ấn Intimidation này rồi thì nó sẽ nhận thêm là 100% lượng sát thương nữa. Rồi, tiếp theo sẽ gắn dấu ấn Attack Down và Death Down, tức là giảm 25% sức tấn công này và 25% phòng thủ tới tất cả tướng mục tiêu trúng đòn. Tiếp theo, gây thêm một lượng sát thương tổng bằng 20% lượng máu tối đa của các tướng mục tiêu nhé, tới tất cả tướng địch bị trúng đòn. Bởi vì là ở đây chúng ta có thể hiểu là các cái tướng này, cái lượng máu tối đa của các tướng này thì chắc là nó sẽ tính theo hàng dọc đấy, sau đó là hoặc là tổng của tất cả đấy, sau đó nó sẽ gây ra cái lượng sát thương đó, tuy nhiên là không quá 5 lần sức tấn công của Big Man nhá. Sau khi đây là sẽ một cái điểm đặc biệt nữa trong cái ulti của Big Man này, sau khi sử dụng kỹ năng anh em ơi, nếu như cái Mobi Acid Mobile Acid này mà xuất hiện 4 lần thì cái Mobile Acid này đây anh em thấy này, dấu ấn Mobile Acid chính là cái dấu ấn cây súng này đấy, kéo dài đến cuối trận và không thể bị xóa bỏ nhé, nó nằm trong nội tại đấy, thì đây nó sẽ liên quan này. Sau khi sử dụng cái kỹ năng ulti này, nếu như dấu ấn Mobile Acid mà đã xuất hiện 4 lần thì Big Man của chúng ta sẽ được sử dụng lại kỹ năng ulti 1 lần. Tiếp theo, nếu như dấu ấn Mobi Acid mà đã xuất hiện 8 lần anh em nhé, thì
đã xuất hiện 8 lần này, thì tiếp theo đó này, kỹ hiệu ứng của kỹ năng này sẽ tấn công tất cả tướng mục tiêu anh em ạ. Đấy, nó sẽ tấn công tất cả tướng mục tiêu. Như vậy là nó sẽ phụ thuộc vào cái dấu ấn Mobile Assist đã được sử dụng. Còn sử dụng như thế nào thì đến đòn ulti, đến cái kỹ năng cuối cùng, nội tại kỹ năng 4 thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Reset lại các cái dấu ấn sử dụng Mobile Assist sau khi sử dụng kỹ năng này, tức là nó sẽ tính lại cái số lượng dấu ấn Mobile Assist. Như vậy là với kỹ năng ulti của Bankman thì chúng ta có hai hướng, một là tấn công hàng dọc và hai là tấn công toàn thể. Tấn công hàng dọc thì chắc chắn là mặc định ngay từ đầu rồi và gây sát thương cho các cái con tướng mang dấu ấn knock on. Và cái thứ hai là sau khi sử dụng kỹ năng ulti, nó sẽ tính đến cái số lượng cái dấu ấn Mobile Assist để tiếp tục quyết định cái kỹ năng ulti này nó sẽ bắn hàng dọc hay là nó sẽ tấn công toàn thể nha anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với kỹ năng thứ tư, nội tại Red Hair Right Hand. Anh em có thể thấy đây là cánh tay phải của tóc đỏ anh em ạ. Vào đầu trận thì sẽ nhận dấu ấn là cánh tay phải của San tóc đỏ. Với dấu ấn này thì Bankman của chúng ta sẽ tăng sát thương, giảm sát thương, tiếp theo nữa là kháng debuff là 35%, tăng tỷ lệ bạo và sát thương bạo là 50% nha anh em nhé, rất là cao luôn. Và miễn nhiễm, miễn nhiễm với hiệu ứng là Inhibition và hiệu ứng cơm nặng kéo dài đến cuối cùng. Như vậy là bản thân con này nó sẽ miễn nhiễm khi mà gặp đối thủ cũng là một em tướng Ben Bankman. Ok, khi ra trận hoặc là sau khi kiểu như sử dụng kỹ năng hồi sinh anh em ạ, sau khi ra trận hoặc là hồi sinh thì sẽ thêm dấu ấn là Under Control, tức là dấu ấn đây kiểm soát này, dưới quyền kiểm soát này, cho tất cả tướng đồng minh. Và tất cả tướng đồng minh của team ta sẽ tăng là giảm sát thương này, kháng debuff là 35%. Tướng sát các đơn vị là tướng sát thương thì sẽ được tăng thêm là 20% tỷ lệ sát thương bạo kích nha anh em nhá. Đấy, rất là ok luôn. Tướng đồng minh mà tướng đồng minh mà đang ở trong cái có dấu ấn là Under Control này thì sẽ tăng thêm là 20% tỷ lệ sát thương bạo nữa. Rất ok này. Tiếp theo, khi mà nhận dấu ấn Under Control, mỗi lần nhận dấu ấn Under Control này thì sức tấn công và phòng thủ sẽ cộng 10% và cộng dồn tối đa 10 lần. Như vậy là tối đa thì con bướng Bankman này nó sẽ được tăng là 100% sức tấn công và phòng thủ. Cái này thì mình nghĩ nó sẽ là tăng cho em tướng Bankman thôi, chứ không phải là tăng cho các con tướng đồng minh. Mà khi mà ví dụ có 4 em tướng đồng minh ở trong sân chẳng hạn, mà vào đầu trận thì 4 con được nhận cái dấu ấn Under Control này, thì Bankman của chúng ta nó sẽ được tăng là 40% công và 40% thủ. Mình hiểu là như thế. Bắt đầu mỗi lượt anh em ạ sẽ nhận 8 dấu ấn là Mobile Assist. Cái này nó sẽ quyết định đến ulti nhá. Khi bị tấn công sẽ sử dụng một dấu ấn Mobile Assist để miễn nhiễm cái lượng sát thương này và nhận dấu ấn là giảm sát thương. Giảm sát thương này sẽ tăng là 50% này, rất là ok luôn. Khi một đơn vị đồng minh mà bị tấn công thì sẽ sử dụng một, sẽ xóa bỏ hay nói cách khác là một tiêu một cái tầng ấn Mobile Assist để gây ra 300% sát thương tới kẻ tấn công. Cứ mỗi lần dấu ấn Mobile Assist ở trong turn này xuất hiện thì, hay nói cách khác là kiểu như được sử dụng anh em ạ, thì sẽ tăng cái lượng sát thương của Ben Bankman lên là 10%, giảm sát thương là tăng 5%, kéo dài đến cuối của mỗi lượt nhé. Như vậy là đây, chính cái này nó sẽ phụ thuộc vào những cái dấu ấn là mình nghĩ là cái Mobile Assist này này, nó sẽ phụ thuộc vào các cái đòn đánh nhận về này và bản thân con tướng Bankman này bị tấn công bao nhiêu, xóa bao nhiêu thì nó mới liên quan ulti. Hoặc là có thể là xuất hiện 8 cái dấu ấn này thì em tướng Bankman của chúng ta nó sẽ được ulti toàn thể sau khi nó ulti cái đoàn ulti đầu tiên anh em ạ. Khi nhận sát thương chí mạng nha anh em nhé, nó sẽ miễn tử và hồi 100% lượng máu này, xóa tất cả hiệu ứng debuff và hiệu ứng penetration ở trên người bản thân của Bankman, nhận 6 tầng ấn Mobile Assist. Cái hiệu ứng miễn tử và hồi máu này nó sẽ xuất hiện 2 lần một trận và 1 lần một lượt. Như vậy con này có khả năng chết đi sống lại 2 lần một lượt nha anh em nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng đi sơ bộ đi sơ qua một chút về các em tướng Bankman này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test một chút nhá, để mình sẽ cùng kiểm tra test xem cái bộ kỹ năng của em tướng Bankman này như nào. Chắc là nhiều anh em cũng đã quan sát rồi, nhưng mà chúng ta sẽ cùng đi quan sát lại một chút nhá, để xem em nào đang cài Bankman. Đây, Bankman ở đây, nhưng mà Bankman này quá khỏe, nhưng kệ, cứ cho vào đi. Ok, chúng ta sẽ cùng đi test thử em tướng Bankman một chút anh em ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tranh gọi là gấp đôi lực chiến. Chúng ta đi cùng đi test nhìn một chút em tướng Bankman của chúng ta.
kỹ năng xem nó bắn bóp ra sao nhá. Với người chơi đắt, người chơi hiện nay đang xếp top 2. Đấy, còn Erlon thì bạn ấy tháo team thôi, chứ bạn ấy vẫn đang là người chơi có lực chiến cao nhất. Hiện nay thì con tướng Bigman này tốc độ đang khá là thấp và nó đang có 8 cái dấu ấn đây. Mình nhìn thấy 8 cái dấu ấn Mobi Acid đây rồi. Để xem là tí nữa nó sẽ sử dụng như thế nào. Hiện nay nó gắn nào nào. Xem tí xem nó có gắn cái dấu ấn nào cho không. Chúng ta sẽ cùng phải chờ để cùng quan sát trước đã. Ở trên team của người chơi đắt thì anh em có thể nhìn thấy có sự xuất hiện của Katakuri này, Satun này và em tướng Ben Bigman của chúng ta, là ba em tướng rất là mới luôn. Đây, kỹ năng đầu tiên. Như vậy là kỹ năng đầu tiên 3-4 phát bắn liên tục luôn anh em ạ. Lượng đam gây ra rất là khủng luôn. Đấy, nổ đam bạo. Mặc dù chỉ tấn công đơn nhưng anh em có thể thấy là nó nổ đam bạo rất là cao luôn anh em ơi. Ok, bây giờ còn một mình Sabo thôi. Và sau khi con Bigman này tấn công xong thì tốc độ nó lại được đẩy lên cao nhất trong team luôn anh em ạ. Đây, pha ulti đây. Đấy, ulti như vậy là chỉ bắn một quả thôi. Đấy. Tiếp tục. Và 5S8 anh em ơi. Như vậy là rất là đáng tiếc là bởi vì chết sớm quá nên là chúng ta không thể quan sát được là nó tấn công đông ở trong cái đòn đánh ulti của nó khi mà nó tấn công lại anh em ạ. Mà cái ranking như này thì thực ra kiếm được những người chơi gọi lực chiến thấp thấp mà có em tướng Bigman thì khá là khó luôn. Ông này ông 17 triệu lực chiến này. Đấy, nhưng mà ông ấy chưa nhét em tướng Bigman vào anh em ạ. Mình sẽ tìm xem là còn ông nào lực chiến nó thấp thấp ngang ngang mình mà có hình đại diện ông Bigman này không. Còn không thì đây, hy vọng là bạn này có em tướng Bigman. Ôi, như vậy là Bigman này thì chỉ có 9 sao thôi. 9 sao rồi, mình sẽ tìm tiếp xem có bạn nào hơn nữa không. Còn nếu không thì sẽ quay lại các bạn ý anh em ạ. Ok, như vậy là không có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test thử một chút với bạn Bigman này. Để chúng ta sẽ cùng đi quan sát kỹ năng nhé. Với em tướng Bigman 9 sao thì chắc chắn nó sẽ chưa thể có các cái nội tại như các cái full SP được anh em ạ. Anh em sẽ cùng để quan sát các kỹ năng một chút của em tướng Bigman thôi. Quan trọng là không biết em tướng Bigman này liệu có trụ được không, hay là tí lại bị Sabo ulti thì nó thịt anh em ơi. Đây, đòn tấn công đầu tiên nó sẽ gây sát thương đơn. Đấy, anh em có thể thấy là nó chỉ tấn công vào vị trí của em tướng Rainen thôi. Và mình sẽ xem nhá, Rainen có bị dính cái ấn gì không. Không có cái dấu ấn gì của Bigman cả. Với một Bigman 9 sao thì khá là khó để có thể là gây ra các cái hiệu ứng. Đây, mình sẽ cùng check em tướng Bigman để xem nào. Melody này đến từ vị trí của em tướng Uta này, Surprise này đến từ con nào đây. San đây, cánh tay phải của San đây thì chỉ tăng có 15% thôi. Bạo và sát thương bạo tăng 20% anh em ạ. Ok, nào chúng ta sẽ cùng chờ. Ồ, chết mất rồi anh em ạ. Như vậy là vừa rồi thì đã lên đường rồi. Rainen ulti gái này đã lên đường rồi. Như vậy là chúng ta sẽ cùng đi test lại với người chơi khác thôi. Đây, mình có người bạn có kata, có em tướng này đây rồi. Đấy anh em ạ, 13 à, bạn này là vừa mới test xong này. Chúng ta sẽ đi tìm bạn khác. Đây, người chơi này có 2m9 thôi. 2m9 thì không thể đưa cái bọn trâu bò này vào được. Đấy. Đấy, ok. Vẫn cao quá. Nhưng không sao cả. Bởi vì nó không có đam. Rồi, đi PK thử nhanh em nhá. Lần này gấp 3. Gấp 3 được chiến cơ. Có khi là Fujitora này thịt ngọt anh em ạ. Đây là pha tấn công đến từ vị trí của cặp đôi Zoro Sanji anh em ạ. Zoro Sanji thì rất là trâu luôn anh em nhé. Lượng sát thương thì không quá là cực đỉnh đấy như các em tướng siêu đam khác, nhưng mà nó cũng rất là trâu luôn anh em ạ. Ơ, như vậy là vừa rồi thì Ben Bigman thì dính hiệu ứng chói đến từ vị trí của Fujitora anh em ạ, do vậy là không thực hiện được đấy, đòn tấn công kỹ năng 1 anh em ơi. Và sau video review và test em tướng
Ben Bigman này của mình thì thời gian tới sẽ tiếp tục gửi tới anh em các trận đánh liên quan đến em tướng Ben Bigman này của chúng ta nhé. Bên server Việt Nam thì nội trình trong thời gian tới thì chắc chắn là chuẩn bị xuất hiện của Luffy Hỏa Ngục rồi anh em ạ. Luffy Hỏa Ngục thì trong tuần tới này thôi sẽ xuất hiện thôi. Nhưng tuy nhiên là ở bên bản kho báu truyền thuyết bản Việt Nam thì không biết bạn nào bạn ấy dịch, bạn ấy đặt tên là Hỏa Nghiệp anh em ạ. Hỏa Nghiệp Luffy thì mình thấy nó không hợp lý lắm. Cái phiên bản Luffy của chúng ta là phiên bản xuất hiện ở nhà tù Odon, ở Hỏa Ngục. Đấy, thì tên của nó thì thường thì vẫn quen là Hỏa Ngục Luffy rồi, nhưng bây giờ thì lại thành Hỏa Nghiệp Luffy anh em ạ. Như vậy là ở trong trận đánh này thì tiếp tục đến tên thứ hai và tên thứ ba thì em tướng Ben Bigman tiếp tục là vẫn bị chói anh em ạ, không làm nên được trò trống gì cả. Đấy, do vậy là có lẽ là video review và test của chúng ta sẽ phải kết thúc tại đây thôi. Đấy, à đây rồi. Như vậy là anh em có thể thấy là có cái pha tấn công thường đến từ vị trí của Bigman là nó sử dụng báng súng để nó tấn công mấy lần vào đập vào mấy lần vào tướng đối thủ rồi. Như vậy là chúng ta đã có các cái quan sát cơ bản về tạo hình bộ kỹ năng của em tướng Bigman rồi. Rồi, ok, tạm biệt anh em nhé.